Câu 1D, thì đề bài cho là chỉ định đối x bình cộng 1 bằng 2x cộng cộng 9. Thì thứ nhất chốt lại, đây là dạng gì ạ? À? Chỉ định đối A bằng B. Thì các bạn nhớ kiến thức nè, B phải lớn hơn bằng bằng 0 và A bằng B hoặc nha, hoặc A bằng trừ B. Đó, bài này tương đối khó nha, khó một chút xíu thôi. Thì mình sẽ tương đương nè, đây là B nè, đây là A nè mọi người. Vậy mình sẽ có gì ạ? À? B lớn hơn bằng bằng 0. Được chưa? Và A bằng B, A nè, bằng B nè, hoặc A bằng trừ B. Ok chưa? Phải thứ nhất các bạn phải đúng công thức trước nha mọi người. Nếu sai công thức là xong nha mọi người. Được chưa? Rồi vậy mình tương đương. Rồi các bạn giải ra này trước nè, thì chuyển với đổi dấu nè, chuyển qua đây là trừ trừ 9. Nhân hay chia số dương chiều không đổi, vậy x lớn hơn bằng trừ 9 phần phần 2. Được chưa? Rồi, hôm nay các bạn chuyển qua một vế hết chấp lợ, x bình cộng 1 trừ 2x trừ 9 bằng 0. Nhớ chuyển vế đổi dấu nha mọi người. Vậy tương đương x bình cộng 1 chuyển vế đổi dấu nè, trừ thành cộng 2x cộng 9 bằng bằng 0. Rồi, các bạn chỉ cần rút gọn nha. Vậy ra x bình trừ 2x, đây với đây ra trừ 8 bằng 0. Tương tự ở đây sẽ là hoặc x bình cộng 2x cộng cộng 10 bằng 0. Được chưa? Rồi, tới đây các bạn hãy sử dụng máy tính để hỗ trợ nha bạn. Đây là phương trình bậc 2 nha, là chốt lại đây là phương trình bậc 2. Xác định A nè, các bạn xác định A giúp là 1 nè. A là trước x bình nè, B là trước x nè, và C là cái hệ số tự do nè, C bằng chữ trừ 8. Rồi các bạn bấm on mod 53. Được chưa? Bấm A vào 1 bằng trừ 2 bằng trừ 8 bằng bằng. Thì mình sẽ ra nghiệm là 4 và trừ 2. Được chưa? Nghiệm là 4 và trừ 2. Đó. Vậy tương đương x lớn hơn bằng trừ 9 phần 2. Và ở đây mình sẽ có x bằng 4 và x bằng trừ 2. Được chưa? Tương tự thằng này cũng vậy, xác định A nè, B nè và C. A là 1, B là 2 và C là 10. Được chưa? Vậy ta có là gì ạ? On mod 53, 1 bằng, 2 bằng, 10 bằng, bằng. Thì ra gì ạ? Có chữ Y cho thấy nó là vô nghiệm nha mọi người. Chữ Y là vô nghiệm. Vậy x đây thuộc rỗng. Đó. Nhiều giáo viên người ta không cho bạn bấm máy tính, thì các bạn hãy suy nghĩ cái cách khác nha. Ok không ạ? À? Và các bạn xem coi 4 này có lớn hơn bằng trừ 9 phần 2 không ạ? À? Có thì nhận. Được chưa? Và trừ 2 này có lớn hơn trừ 9 phần 2 không ạ? À? Có thì nhận. Vậy kết luận vậy, S bằng 4 và trừ 2. Ok mọi người? Ok mọi người?